Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng bộ huyện Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư huyện ủy. Tuyến đường đi bộ dọc hai bờ sông Hương, điểm nhấn thúc đẩy phát triển du lịch thành phố Huế. Nhiều hoạt động thiết thực tô thắm thêm nghĩa tình quân dân được cán bộ chiến sĩ biên phòng thực hiện thông qua mô hình đảng viên phụ trách nơi cư trú. Thưa quý vị và các bạn, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thời điểm này, nhiều tổ chức đảng cấp trên cơ sở của tỉnh tiến hành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Đảng bộ huyện Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư huyện ủy. Về dự đại hội có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Cà Vĩnh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 254 đại biểu đại diện cho 3.600 đảng viên của đảng bộ. Báo cáo chính trị trên tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Phong Điền đã thực hiện đạt và vượt 17 trên 17 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng điểm. Trong đó, giá trị sản xuất tăng bình quân 15,7% một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 12% một năm, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 13.800 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,84%. Đến cuối năm 2020, có 11 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Cơ cấu lao động dần phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, bộ mặt nông thôn ngày càng được khởi sắc. Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện. Ngoài ra, trên cơ sở nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 69 của tỉnh ủy, huyện ủy Phong Điền đã quán triệt và ban hành các kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện. Trong đó, huyện đã tập trung xây dựng các quy hoạch, chương trình, đề án để phát triển thành thị xã, gồm quy hoạch chung huyện Phong Điền, chương trình phát triển đô thị, đề án phân loại Phong Điền theo tiêu chí đô thị loại 4, đề án thành lập thị xã Phong Điền theo hướng gắn với đề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đại hội đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến để đề ra các giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với 14 chỉ tiêu chủ yếu, 5 chương trình trọng điểm, 8 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp. Mục tiêu đặt ra của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh, sớm trở thành thị xã, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ Phong Điền đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cũng đã chỉ ra những hạn chế yếu kém cần khắc phục, đồng thời khẳng định 5 năm tới là thời kỳ mà Đảng bộ, quân và dân Phong Điền cần phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa trong nhận thức và hành động để sớm đạt mục tiêu trở thành thị xã. Huyện cần tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá trong quá trình phát triển kinh tế, trong đó tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh gắn phát triển thị trường, nâng cao sức cạnh tranh. Xem đây là động lực để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của huyện, là một cực tăng trưởng phía bắc của tỉnh, hướng đến mục tiêu trở thành thị xã. Phong Điền cần thực hiện tốt công tác xây dựng và quản lý đô thị hiệu quả, nâng cao chất lượng và tỷ lệ phủ kín quy hoạch, phát triển các trục giao thông đối nội, đối ngoại, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng các đô thị, thị trấn Phong Điền, Phong Thu, Phong An, Điền Lộc, Điền Hòa, Phong Mỹ, v.v. Tập trung giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất nông nghiệp để hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Đại hội đã bầu đồng chí Võ Văn Vui giữ chức Bí thư Huyện ủy Phong Điền nhiệm kỳ mới với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao, đạt 99,21%. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phong Điền khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, bầu 19 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Vang lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào sáng nay,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Phú Vang cần phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động, huy động tốt các nguồn lực để tạo sự đột phá toàn diện cho sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ mới. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 276 đảng viên đại diện cho hơn 4.000 đảng viên của Đảng bộ. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Phú Vang lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ rõ. Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Phú Vang đã cùng nhau đoàn kết nỗ lực, gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào với 13 trên 13 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 14 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế xã hội, huyện đã duy trì mức tăng trưởng hợp lý. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 11,63%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng một người một năm, tăng 1,03 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 11.400 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng 13,06%. Kinh tế huyện nhà phát triển theo chiều hướng tích cực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp. Nhờ đó, giá trị sản xuất hàng năm đạt mức tăng trưởng khá, từ 7.691 tỷ đồng năm 2015 lên 13.589 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2020. Nhiệm kỳ 15-20, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng sự cố môi trường biển, dịch bệnh COVID-19, nhưng Đảng bộ quân và dân huyện nhà đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và giành những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng cả kết quả đạt được trong năm qua thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 là sự nỗ lực phấn đấu và là kế thừa của phát huy thành quả của Đảng bộ quân và dân huyện nhà trong nhiệm kỳ trước, cũng là cơ sở tiền đề quan trọng để huyện Phú Vang bước vào giai đoạn mới với tốc độ phát triển nhanh và bền vững. Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Vang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng nhấn mạnh, 5 năm tới là thời kỳ mà Đảng bộ, quân và dân huyện Phú Vang cần phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa trong nhận thức và hành động. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để tạo sự đột phá toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, chủ trọng thu hút đầu tư, tập trung khai thác tối ưu tiềm năng của địa phương, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Vấn đề thứ nhất, cứ tập trung đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế biển và đột phá phát triển đa dạng hóa loại hình du lịch dịch vụ, nhất là dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, du lịch làng nghề, tăng cường xây dựng và quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện. Vấn đề thứ hai, các đề mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, có chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và phát triển sản xuất tại các khu công nghiệp của Phú Đa, tập trung thực hiện cải cách hành chính gắn liền và xây dựng chính quyền điện tử, không ngừng nâng cao cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, hướng tới một nền hành chính phục vụ thân thiện, hiện đại và hiệu quả. Phát huy dân chủ, đoàn kết, Đại hội tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Vang khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 41 đồng chí. Ban chấp hành Đảng bộ bầu ban thường vụ huyện ủy gồm 13 đồng chí. Bầu đồng chí La Phúc Thành giữ chức bí thư huyện ủy Phú Vang nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 10 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội của thành phố Huế 6 tháng đầu năm 2020 khá ổn định, 7 trên 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chương trình trọng điểm đã được tổ chức triển khai đồng bộ, đạt những kết quả tích cực, đã tạo được bộ mặt đô thị khang trang sạch đẹp hơn. Ngoài ra, thành phố cũng đã thực hiện tổ công tác phòng chống dịch COVID-19, kịp thời ra soát, lập danh sách bên xét hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng trực tiếp do đại dịch COVID-19, tạo được sự đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân thành phố.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện nghị quyết kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng còn lại của năm 2020 được đánh giá sẽ gặp khó khăn hơn. Hội đồng Nhân dân thành phố đã dành nhiều thời gian thảo luận và xem xét các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, quyết toán ngân sách năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Với mục tiêu phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, công tác chỉ đạo điều hành năm 2020 hướng đến phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020 với nhiều giải pháp quan trọng. Trọng tâm là tiếp tục triển khai đồng bộ nghị quyết của Thành ủy và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2020, đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, nhất là các dự án trọng điểm. Dự án quan trọng tập trung hoàn thành công tác thu hồi giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý đô thị, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, xây dựng chính quyền điện tử. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai chỉ thị số 03 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, đồng thời quán triệt nội dung nghị quyết số 99 của Thủ tướng Chính phủ và quy chế quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy và chữa cháy. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 3.542 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Trong đó có nguy hiểm về cháy nổ là 1.199 cơ sở, 1 khu kinh tế, 8 khu công nghiệp, 9 cụm công nghiệp, 2 cảng biển, 1 nhà ga đường sắt, 1 cảng hàng không quốc tế, 2 hầm đường bộ. Bên cạnh đó còn có một diện tích rừng khá lớn với gần 289.000 hecta. Theo thống kê, trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 131 vụ cháy, gồm cháy trong dân sự 66 vụ, cháy rừng 65 vụ, gây thiệt hại về tài sản ước tính 42 tỷ đồng và 184 hecta rừng, làm chết 5 người. Nguyên nhân là do sự cố hệ thống thiết bị điện 38 vụ, bất cẩn trong sử dụng lửa 10 vụ, do thời tiết 2 vụ, đang điều tra 16 vụ. Hội nghị cũng tập trung phân tích chỉ ra một số tồn tại hạn chế, cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân các địa phương và các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các nội dung của chỉ thị số 03 của Ủy ban Nhân dân tỉnh gắn với quyết định số 1635 của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết số 99 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy. Chuyển sang những tin tức khác, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các thủ tục hành chính để tồn đọng kéo dài. Toàn tỉnh có 2.132 trên tổng số 2.132 thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, 9 Trung tâm Hành chính Công cấp huyện và 145 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Đến nay, việc thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ Công tỉnh đang được hoàn thiện, đã kết nối nền tảng thanh toán Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đang chờ xác nhận từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Phần đầu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 20% trở lên. Tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và rà soát giải quyết các thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho những dự án lớn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huy động mọi nguồn vốn xã hội vào sản xuất kinh doanh. Sẽ xử lý nghiêm các cơ quan đơn vị chậm giải quyết các thủ tục hành chính để tồn đọng kéo dài. Phần đầu một tháng triển khai thực hiện một dự án có trị giá từ 100 tỷ trở lên. Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản đảm bảo kết nối liên thông 4 cấp, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện phục vụ, tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan đơn vị địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với không gian đẹp cùng với sự đầu tư tôn tạo cảnh quan từ cả cấp ngành, tuyến đường đi bộ dọc hai bờ sông Hương đang là điểm tham quan và dừng chân lý thú cho du khách và người dân địa phương. Đây cũng là một trong những điểm nhấn thúc đẩy phát triển du lịch cũng như tạo ra không gian sinh hoạt đầy năng lượng của thành phố dành cho người dân. Thảm hoa trải dài với nhiều màu sắc,
Dòng sông thơ mộng trong không gian nhẹ nhàng được tạo nên từ sắc hoa hai bên bờ sông Hương khiến chị Trang Thị Ti, một người con Huế xa quê, như muốn đắm chìm vào cảnh sắc ở đây. Mặc dù đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mỗi khi có dịp đi du lịch thì Huế luôn là địa điểm mà chị lựa chọn để khám phá và trải nghiệm. Thực sự thì khi mà nhìn thấy con đường như vậy á, thì thật sự là rất là thích. Vì nhìn kết hợp hài hòa với con sông của mình rồi, cảm giác không khí trong lành hơn, thấy nên thơ hơn rất là nhiều. Thì hy vọng là sau này mình cũng có thể nhiều loài hoa hơn, phù hợp với cái môi trường và không khí ở đây nhiều hơn. Trước đây, hai bên bờ sông Hương thường ít người đi lại, khu vực công viên, bãi cỏ trở thành điểm tối và thưa thớt dân cư. Từ khi dự án chỉnh trang hai bờ sông Hương được đưa vào thực hiện, cho đến nay đã được rất đông người dân ủng hộ và trở thành một trong những điểm tham quan vui chơi giải trí cho người dân và du khách. Thay đổi nhiều chứ, hồi trước là mình chưa làm gì nhiều, chưa có con đường, cũng là bờ sông chỉ là cỏ thôi. Bây giờ mình có thêm hoa nữa thì thấy thành phố đẹp lên quá nhiều. Chị rất là mong, nhất là mong là đấy là địa điểm du lịch để cho toàn nước hoặc là trên thế giới họ biết tới cái Huế của mình. Em thấy con đường này rất là đẹp, nên thơ, khác hẳn trước khi đó chưa có những cái hoa này. Em rất là mong muốn Huế sẽ có thêm nhiều con đường như thế này để cho mọi người ghé thăm và chụp ảnh. Hiện nay, Trung tâm Công viên Cây Xanh đang tiếp tục chỉnh trang Công viên Lý Tự Trọng tại bờ Nam Sông Hương. Về phía bờ Bắc, tiếp tục trồng các thảm hoa hai bên đường đi dạo. Các điểm đậu nổi từ khu vực cầu Trường Tiền đến cầu Giả Viên, trong đó tập trung các loài cây vừa cho bóng mát, vừa cho hoa và chọn các loài cây có thể cho hoa nhiều mùa. Trong thời gian sắp tới thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố, thì Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế sẽ tiếp tục chỉnh trang các cái công viên phủ xung giai đoạn 2, các cái điểm đậu nổi vào đường dạo cũng như là các cái bãi đỗ xe, và tiếp tục chỉnh trang đường đi bộ dọc sông Hương, đoạn từ cầu Giáo Viên lên đến chùa Thiên Mụ sẽ hoàn thành trong 2020 này. Với sự kết hợp hài hòa giữa dòng chảy sông Hương và những vườn hoa trải dài đường đi bộ, tạo nên một bức tranh hữu tình đầy màu sắc cho mảnh đất cổ đô. Chính vì vậy, cần nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan và tiếp tục phát triển thêm những dự án trồng cây và thảm hoa ở nhiều khuôn viên dọc hai bờ sông Hương sẽ là một trong những gợi ý thu hút du khách quay trở lại Huế sau đại dịch COVID-19. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Thưa quý vị, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phù, Nguyễn Thị Rỡ, Lê Thị Hết, Trương Thị Lon, Nguyễn Thị Tuyết và Lê Thị Mèo. Tại những nơi đến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm hỏi tình hình sức khỏe các mẹ, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, động viên các mẹ tiếp tục sống vui sống khỏe, mãi là tấm gương mẫu mực cho thế hệ con cháu noi theo. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến mong muốn chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần các gia đình chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình có công với cách mạng. Cùng trong dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã đến thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Huế. Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hường và các anh hùng lực lượng vũ trang Trần Phong, Hoàng Thức Bảo, Trương Xà, phường Trường An. Tại các gia đình, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, đồng thời trao quà cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tới các gia đình, mong muốn các gia đình tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội. Gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với người có công với quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, Lăng Cô là thị trấn ven biển của huyện Phú Lộc, có số đông bà con giáo dân sinh sống. Những năm qua, thông qua mô hình đảng viên phụ trách nơi cư trú, đồn biên phòng Lăng Cô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tô thắm thêm nghĩa tình quân dân ở miền quê ven chân sóng này. Đối với người dân nơi đây, những chiến sĩ biên phòng là người bạn chân thành và tin cậy. Chính sự quan tâm động viên của lực lượng biên phòng đã góp phần thắm tình quân dân nơi miền giáo sự xáo cát bình yên. Đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở phần cuối chương trình hôm nay.
Hôm nay, cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Lăng Cô là đến thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Hoài ở tổ dân phố Đồng Dương thuộc giáo xứ Sáu Cát. Những năm qua, khi còn khỏe mạnh, ông Hoài là công tác viên hỗ trợ bảo tường cho anh em biên phòng. Nay, dù sức khỏe đã không còn tốt, ông Hoài vẫn động viên bà con giáo dân trong tổ dân phố chấp hành pháp luật, dựng xây kinh tế, góp phần vào sự đổi mới của vùng quê bên biển Lăng Cô. Thì coi như bà con rất tin tưởng và mỗi lần đi khơi đánh bắt thì cũng được sự là tin tưởng, và khi có sự việc gì thì là coi như cũng nhờ là coi như là các chiến sĩ ở trong đồn bảo vệ, cho nên từ đó là cái việc đi đánh bắt là có họ rất yên tâm và họ rất phấn khởi và tin tưởng vào là coi như Đảng nhà nước là coi như là đã quan tâm đến đời sống của bà con ở tổ dân phố Đồng Dương này. Cách đó không xa là nơi ở của gia đình em Cao Thị Anh Thi. Thi là trường hợp được đồn biên phòng Lăng Cô hỗ trợ thông qua chương trình nâng bước em đến trường, qua đó giúp em vượt bậc khó khăn, yên tâm học tốt. Gia đình em khó khăn nhờ có sự chương trình nâng bước em đến trường của các chú bộ đội biên phòng Lăng Cô đã giúp em. Em xin cảm ơn các chú và sẽ học tốt hơn trong thời gian tới. Không dừng lại ở các chuyện thăm hỏi thuần túy, lực lượng thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt thông tin là cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền và nhân dân. Đồn biên phòng thường xuyên về là nắm bắt tình hình trong nhân dân, nắm những cái tâm tư nguyện vọng nhân dân và trao đổi phối hợp với chính quyền địa phương để tháo gỡ những cái vướng mắc, giúp đỡ bà con cùng là phát triển kinh tế xã hội. Mối quan hệ phối hợp này đã được thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả, đã góp phần thực hiện cái vấn đề ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, và đặc biệt đó là vấn đề giữa đồn biên phòng với bà con giáo dân. Năm tới thì Đảng ủy ban chỉ huy đơn vị tiếp tục triển khai các cái đảng viên của đơn vị tiếp tục về các cái hộ gia đình, và trong đó là những cái hộ gia đình mà nói trên, để tiếp tục là kèm cặp giúp đỡ và động viên cùng nhau tiến bộ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như là mà chấp hành pháp luật kỷ luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển đơn vị đồn Lăng Cô phụ trách. Hướng tới Đại hội Đảng bộ biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 11, câu chuyện thắm tình quân dân của đồn biên phòng Lăng Cô thêm tô điểm cho màu áo của người lính quân hàm xanh. Chính sự thấu hiểu, chia sẻ và quan tâm kịp thời, những đổi thay của bà con giáo dân thị trấn Lăng Cô đã ngày ngày ghi dấu ấn của những người lính nơi tuyến đầu. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.